Thưa Thầy, trước khi vào vô vi con có học bùa miên. Con không biết được vì bị bùa phản lại. Tâm tư của con vọng động, rối loạn, nóng tính, không kiềm chế được. Nhờ Thầy chỉ cách làm sao để con được yên tĩnh. Bởi vì vị Thầy miên mà con học bùa đã qua đời, cho nên con không biết phải làm sao hoàn trả lại bùa cho ai. Nhờ Thầy chỉ dẫn cho con. Khi con tu về vô vi, con phải ý thức phần hồn, ý thức thành khí điển của càn khôn vũ trụ. Con tự giải lấy con. Phải có ý thức con làm pháp luân thường chuyển là khai thông khí điển trong cơ người. Thì lúc đó những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi. Nhưng mà nó giật chút đỉnh thôi, không ăn chung gì, vì tại mình tin. Trước kia mình tin là mình là tà. Hỏi tà, tà chỗ nào? Tôi muốn học bùa để trị người khác. Tâm mình tà rồi. Rồi bây giờ mình cái tâm mình chân chánh, từ bi. Tôi là chiến sĩ tình thương của Phật, của trời. Thì tôi phải lập hạnh đức, khai triển tâm linh, ăn năn hối sám hối và không làm điều sai quấy nữa. Thì từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm cho yếu ớt thần kinh của chính mình. Gần đây có những cơ hội thanh lọc cho bộ thần kinh nó càng ngày càng mạnh lên, chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh, thì những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa. Và lo niệm Phật cho nhiều mới giải quyết được. Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, có một bạn đạo, hễ thấy ai trước trán có lằn nứt là cứ ba qua chích chòe nói là người đó kiếp trước có tu và phải ráng tu thêm nữa. Con có hỏi tại sao anh biết được, thì bạn đạo đó nói là tôi có huệ nhãn. Xin Thầy minh xét dùm điều này. Cái đó có chứng minh ngay trước trán chứ. Người ta có tu thanh nhẹ, người ta nhìn, người ta thấy mình có căn tu, nó mới có cái đó. Nhưng mà cứ chỉ cho họ tự tu tự tiến, họ sẽ thấy ánh sáng. Đó là thực tế hơn. Mình nói họ, bởi vì trình độ họ chưa tới, họ bán tính bán nghi, rồi họ đi nói xấu mình, không có được vậy. Thưa Thầy, không biết tại sao thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét gây gổ trong nhà với chồng và con. Gia can của con càng ngày càng rối loạn bất ổn. Mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập phá phách hay không. Chính mình là ma chưa giải được. Cái pháp luân chứng minh chưa đều, pháp luân thường chuyển cũng chưa đều. Rồi nó phải nóng nảy, rồi rước chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy. Cho nên có dịp đến đây lấy cuốn băng mà các bạn đang mua đó đem về nghe, nghe đi, đó nó giải được tâm bệnh. Nghe ngày nghe đêm không có sao, không có hại thần kinh và bổ ích cho thần kinh, được lành mạnh và giải được trượt. Chứ không phải nghe chơi đâu, nghe trị luôn tâm bệnh luôn. Những người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe, nghe thét rồi thiền nó nhẹ. Điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được. Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được thì đừng nên la cà ham vui ở tầng trên, vì đây là cõi địa tiên làm việc, mà nên cố gắng tu mãi để lên được tầng trên nữa mà học đạo. Kính xin Thầy minh giải cho là nếu đã xuất hồn qua khỏi từng của địa tiên làm việc được chính rồi. Nhiều người xuất hồn đi đây đi đó, cỡ ngựa đi cùng hết, đi chơi khắp càn khôn vũ trụ, tưởng ta là bảnh chưa đâu, còn nữa, còn học nữa, phải trực diện những khối trượt, những này kia kia nọ, rồi chúng ta thanh nhẹ rồi ổn định, trụ, không có đi lưu vụ nữa. Đi nhiều, tưởng ta hay, không phải như hay đâu, học để định. Ở thế gian này chúng ta tu để định xuất lên chiên, học để định mới qua độ quần sanh được. Cho nên luồng điển từ bi quan trọng lắm. Phải định cái điển từ bi mới ban chiếu khắp các nơi được. Hòa hợp chỉ khôi đại định từ bi mới làm việc cho mặt đất được.
Thưa Thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài, phải làm sao? Cái đó là cái ruột dơ chứ sao? Cái tanh lọc thét, không có bao giờ sổ mũi nữa, không có nhảy mũi nữa. Nhiều người bị allergy, có nhiều chứng minh là chỗ nào phát là bị allergy nhiều. Khi anh ngồi cốc là anh cứ xịt mũi tùm lum, mà bây giờ anh biết cái phương thức này anh thanh lọc tối đa, bây giờ hết rồi. Có bằng chứng đó, hỏi người đó làm là nó sẽ hết. Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy này kia cái nào cũng là do cái ruột không. Mà cái ruột sạch, mặt tươi, môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết, không có lôi thôi. Thưa Thầy, theo lời của Thầy giảng thì hồn là thuộc về điển giới. Thế mà tại sao khi bị đưa xuống địa ngục thì bị cắt lưỡi hoặc moi tim hay là cưa hai nấu dầu thì có máu chảy trên la đau khổ như trong tranh vẽ vậy? Cho nên cái người không có tu làm sao biết cái hồn là điển, không biết được cái hồn là ánh sáng. Nó tranh chấp, ô trượt, giết chóc, giết thú, giết luôn cả người, thì cái lường điển nó trần trượt, nó phải bị hạ từng công tác. Nó ở cõi thấp, thiếu thốn vô cùng, nó phải chịu định luật để tiến qua ở bên dưới, bên cõi âm. Thưa Thầy, ba chồng của con vừa mới mất tại Việt Nam, chồng con có về thọ tang. Con không hiểu là bên đây con có nên làm lễ phát tang và cúng cơm mỗi ngày hay không? Nếu cha chồng thì chồng phải cái cha chồng chết là cái tang quan trọng, gia đình phải thọ tang, và đó cũng không có làm ăn, không có đi chơi đồ được hết, phải thủ cái lễ đó tốt hơn, thọ cái tang để cảm thức là lo tu để đền ơn cha. Một lạy báo hiếu cho cha, lạy báo hiếu cho mẹ. Cái đó là hằng ngày phải làm. Tới 49 ngày sau mới cái tâm mới được yên. Kính thưa Thầy, chương trình câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà ban tổ chức mới cho là ngưng tại đây. Trong lúc chờ đợi, con xin được hỏi một câu là: thưa Thầy, chừng nào toàn thể bạn đạo Úc Châu mới có cơ hội tổ chức đại hội năm 96 ạ? Đó là khả năng của Úc Châu. Mà hiện tại rồi đây sẽ có ủy ban nghiên cứu về đại hội quốc tế hàng năm, thì Úc Châu có thể liên lạc với ủy ban đó, mà chính Úc Châu có phần. Lúc đó chúng ta mới tìm ra phương tiện lợi ích và tốt cho bạn đạo. Lúc đó thì mở ra dễ dãi, không có khó khăn. Chính bạn Úc Châu có phần mà.